Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mexico đây. Mai mình sẽ chơi tiếp tục Minecraft phần 2. Ok. Nhá. Vào cái đấy. Cùi lá này mình là cùi lá lại mình sẽ lấy tạm thời nào lát luôn. Rồi sẽ chuẩn bị và mình sẽ đi đào. Ok, mới đầu đã thấy sắt. Thank you.
đào một đống sắt than, một đống than rồi đào than. Ok. Đây mình có cắt năm này. Ok. Mắt anh đào thì cục lão nhỉ. Qua nốt nhãn với táo đi. Ừ. Đào mấy giờ không thấy cái gì luôn. Thank you.
Ok, đào cục đá xanh nha. Cái này như là lên cấp độ luôn. Thấy cục gì hết. Bây giờ mày làm gì nó ăn?
Chờ mình tí nhá, mình sẽ đi kiếm thịt. Bạn đợi mình ở đây nhá. Ok, sau một thời gian mình đã kiếm được cái thịt bò. Ok. Mát rồi.
lắm của mày rồi. Bạn mình sợ mẹ. Tự chết rồi. Còn đồ các bạn. Alo ấy. Đây là đồ của mình ạ.
Mình vừa bị bắn ra. Làm xong chưa? Làm gì? Thì tổ ở đấy rồi. Tao á. Mít thơm quá anh, đọc lấy mùi mít thơm sặc mũi. Mai nhá. Mai ship cho mỗi đứa 100 nhá. Bỏ vô thư chuyển khoản cho anh Việt trước, anh ship mít thôi. Một cái ship tiền, gửi tiền tài khoản thì mai anh ship mít cho. Có lấy thường tiền này không ăn đấy. Cái ăn đã sửa răng á. Uống nước chè nhiều cho răng nó vàng. Cái gì vậy? Xấu rồi. Xấu nó có hay của xấu. Xấu gì lại hay người xấu. Thế mà khối đứa trên mê trên mệt vì cái xấu của anh. Thế nào đang đâm đầu à? Thôi nhớ làm đi nhá. Nhầm bố lấy vợ vào với anh cũ. Không. Hả? Không. Sao? Hả? Không về. Về làm gì? Anh cũ. Về cái gì để anh lại đánh. Cái này đấy. Xem công ty để đánh đấy. Không vào đánh. Không đánh con chết liền. Hơi chiều. Chào bạn ạ, chào đẹp quá.
Con ăn nhãn. Nhãn ngon, vừa vừa ăn. Không. Đó. Cho một lần hai ăn nhãn mà. Giờ cũng không thèm ăn nữa rồi. Không thích ăn. Hai bữa xỉu không đi học nhé. Có tiền chưa? Thôi quá. Vẫn riêng đó. Ok, lại đá đỏ. Con là em của anh con béo đúng cái con là ba. Cô một tiếng quá, cái con là gì quá, cái gì cô là. Dạ con có thể được học chưa?
lâu quá. Đây lại đá này. Mình đào nhiều cái đá này coi. Khánh tư lượng rồi. Mạng sắp. Em mới về rồi định đi đâu nữa vậy? Đây, vô phòng chơi đi. Ủa mà chơi gì chồng? Chị đó chị chơi đó, đi đi. Ủa, con có về hả? Nè, qua đây mới chuyện đi con. Chào, chào, chào. Ủa, lại già. Ok, đà mái anh ra cục kỳ. Chắc là cháu nó có lý do của nó. Cái lý do của nó là lý của nó. Là... Cái mà...
kìa đó. Không có cô con.
Oh yeah. Thank you.
What the fuck? Kim Kang. Kim Kang. Okay. Okay. Thế mà mình không phát hiện ra. Đặc sớm hơn. Ôi, đừng. Ngồi đằng kia. Nghe nói rồi anh buông ngồi. Nhiều ghê. Kim cương nhiều ghê. Mãi mới đào kim cương. Kìa hả?
công người cút các bạn. Cô đổi tính rồi hả? Bình thường mọi lần thấy tôi là chửi lên xong vô phòng đóng cửa cái đầm đập đồ trong đó, hôm nay ra đây đứng nhìn cái mặt biến thái như chết luôn à. Dạ nó đi ngủ. Thank you.